Phế liệu từ nhựa, bao tải chất đầy trong nhà, ngoài ngõ, mùi nhựa cháy khét lẹt trong không khí. Nhiều năm qua, người dân xã Tiên Dược, Sóc Sơn đang chết dần, chết mòn bởi khói bụi, ô nhiễm do hoạt động của các cơ sở tái chế nhựa, giặt bao tải, sản xuất răng kính gây ra. Người dân xã Tiên Dược cho biết, nghề tạo hạt nhựa, giặt bao bì, rửa đồ nhựa du nhập về xã khoảng chục năm nay. Trước đây, cả xã có gần 82 hộ theo nghề này, hoạt động sản xuất của các hộ đều nằm trong khu dân cư nên ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Trước tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra nghiêm trọng, người dân xã Tiên Dược đã gửi đơn đến các cấp chính quyền, mong muốn có phương án giải quyết, ngăn chặn các lò thiêu mạng, trả lại môi trường cho nhân dân. Tuy nhiên, mọi việc vẫn đang dậm chân tại chỗ, khiến cho người dân càng thêm bức xúc. Tuần Châu, điểm đến thiên đường. Thay mặt bà con, nhân dân sống chắc, sống cây xanh được hơn được ha. Rất mong muốn đề nghị cơ quan báo chí, các ban ngành cấp có thẩm quyền dẹp bỏ những việc làm kinh doanh của các hộ hoặc dồn ra nơi khác xa dân để cho bà con người ta đỡ khổ. Trong 3 năm trời này nhân dân xung quanh người ta rất bức xúc, ô nhiễm thì quá ô nhiễm rồi, từ cái tiếng ồn suốt ngày suốt đêm, nguồn nước thả trực tiếp. Cái thứ ba nữa là mùi khét kinh khủng. Họ không làm cái vỏ bao xi măng không, họ làm cả bỉm trẻ em đấy, bỉm trẻ sơ sinh và những cái dây buộc khét, mà làm cái đấy là mùi khét không bay lên được, nó chìm. Trong 2 năm 2016 và 2017, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Dược đã tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất chuyển ngành nghề như chăn nuôi, trồng cây để trả lại môi trường trong lành cho nhân dân. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế 27 cơ sở sản xuất trái phép trên đất nông nghiệp, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất hạt nhựa, làm gioăng kính và giặt bao tải. Tuy nhiên, ngay sau đó, các cơ sở này đáp lại bằng động thái chuyển máy móc thiết bị vào hẳn khu dân cư, mở xưởng trên đất thổ cư để hoạt động. Thành ra, ô nhiễm ngay trực tiếp tại khu dân cư. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng nhưng lại không có cách khắc phục triệt để. Đến nay, toàn xã Tiên Dược vẫn còn 41 hộ hoạt động sản xuất tạo nhựa, giặt tải và gioăng kính. Chúng ta phải nói là Tiên Dược chúng tôi thì cũng đã nhận được cái phản ánh của người dân được mấy năm nay rồi. Chúng tôi đã có 3 lần mời năm 2016, 2017 và 2018, và đặc biệt là đầu 2019 này chúng tôi đã mời tất cả 41 hộ dân này đến trụ sở ban nhân xã tuyên truyền, vận động bà con yêu cầu tức là chuyển đổi cái ngành nghề, về cái ngành nghề nó vi phạm môi trường và đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe bà con nhân dân. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là chúng tôi cũng ra thông báo đến từng hộ một yêu cầu ngừng thi công và ngừng phát triển cái ngành nghề này, về nó liên quan đến việc mà bảo vệ môi trường, liên quan đến sức khỏe đời sống của bà con nhân dân địa bàn thôn Dược Hạnh và địa bàn xã Tiên Dược nói chung. Thì chúng tôi đã tuyên truyền một lần nữa. Thì trong thời gian vừa qua thì ngày 14 tháng 10 năm 2019 vừa rồi, chúng tôi cũng nhận được cái công văn của Ủy ban huyện là tập trung phối kết hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục đi lấy các cái mẫu, một là mẫu nước, hai là mẫu không khí, và mẫu các cái mẫu mà nó vi phạm ở các cái hộ này thì chúng tôi đang chờ cái xếp lịch của các cơ quan đơn vị có thẩm quyền xuống đây, chúng tôi sẽ kết hợp. Với lý do vì kinh tế gia đình, vì trang trải cho cuộc sống của làng nghề tái chế tự phát này, đang khiến môi trường của làng quê Yên Bình nhanh chóng bị hủy hoại, ô nhiễm nặng nề, sức khỏe của người dân bị đe dọa hàng ngày, hàng giờ. Người dân tại xã Tiên Dược ngày ngày vẫn phải hứng chịu bầu không khí bẩn và thường xuyên phải hít mùi nhựa khét lẹt, khó chịu.